Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con web đào coin. Cụ thể thì con web này thì các bạn sẽ đào được cái đồng Dogecoin. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký và cách để chúng ta có thể claim đào ở trên cái con web này. Thì đầu tiên bạn cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì các bạn sẽ thấy có cái phần là register. Đó, ở đây, ở phần dưới này thì các bạn sẽ nhấn vào phần register cho mình để chúng ta tiến hành đăng ký một cái tài khoản. Ok, thì với đăng ký thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần ở đầu tiên là username thì các bạn có thể nhập một cái tên bất kỳ. Tiếp theo là email thì các bạn có thể lấy cái email của các bạn, nhập email của các bạn vào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu. Ok, sau khi chúng ta đã tạo hoàn thành thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta lưu lại cái mật khẩu tránh hôm sau các bạn không vào được app. Ok, sau đó các bạn sẽ tích vào là tôi không phải là người máy và chúng ta nhấn vào phần sign up. Ok, như vậy là nó đã hiện lên là thành công. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử kiểm tra email xem là nó có email xác minh hay không nhé. Ở đây thì mình sẽ lưu mật khẩu vào luôn. Ok, thì anh em không cần xác minh qua email đâu nhé. Rồi, thì sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần I understand này. Ok. Sau nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện chính của trang web của chúng ta. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách để chúng ta có thể kiếm được cái đồng Dogecoin ở trên cái web này. Thì cái cách kiếm coin đầu tiên của chúng ta thì các bạn sẽ vào cái phần claim, ở cái phần earn này thì sẽ có cái phần claim. Đó, thì các bạn sẽ kích vào. Ở đây thì mỗi ngày chúng ta sẽ có 10.000 lượt để các bạn claim, nó rất là nhiều. Và mỗi lần claim như vậy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng đó là 150 cái đồng xu. Ok, thì đây các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới này. Các bạn chỉ cần tích vào cái phần mã captcha, sau đó chúng ta nhấn vào phần yêu cầu. Đó, mỗi lần như vậy là chúng ta thành công. Đấy, rất là nhanh. Con này thì claim nó khá là nhanh nhá. Đó, thì cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải đợi này 30 giây thì các bạn sẽ được claim một lần nhé. Ví dụ như nó sẽ có cái phần while ở đây. Đó, while tức là đợi. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần hẹn giờ, cứ 30 giây thì các bạn sẽ claim một lần. Và một lần như vậy thì chúng ta sẽ claim được là 150 xu. Ok. Rồi, thì sau khi các bạn thấy là cái thời gian hẹn 30 giây nó đếm ngược hoàn tất thì chúng ta sẽ tích vào cái phần tôi không phải là người máy. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục vào cái phần yêu cầu thì nó sẽ hiện lên là bạn đã claim thành công ở phía trên. Đấy, thì đây mỗi ngày chúng ta sẽ có 10.000 lượt nhé. Ok, tiếp theo cái cách thứ hai để chúng ta kiếm coin ở trên này là các bạn sẽ vào cái phần là map forecast này. Thì đây các bạn sẽ thấy mỗi ngày sẽ có là 30.000 lượt cho các bạn tham gia và giải thưởng sẽ là 60 xu. Ở đây thì các bạn cũng sẽ làm tương tự đó, chúng ta sẽ kích vào cái phần là tôi không phải người máy, sau đó nhấn vào phần yêu cầu. Đó, con này thì claim nó khá đơn giản cho anh em luôn. Rồi, thì các bạn có thể thấy con này thì nó sẽ không có cái thời gian setup lại, tức là các bạn claim lúc nào cũng được. Đó, thì các bạn có thể claim liên tục ở trên cái phần này nhá. Ok, cái phần claim phía trên ấy thì nó yêu cầu các bạn là phải sau 30 giây, còn con này thì anh em cứ vào liên tục luôn. Mỗi ngày được 30.000 lượt, claim mỏi tay vẫn chưa hết. Ok. Rồi, và cái cách thứ ba để chúng ta kiếm claim đó. Đây là hai cái cách đầu tiên nhé, để các bạn có thể là kiếm cái coin ở trên cái web này. Cách thứ ba là các bạn sẽ nhấn vào cái phần giới thiệu này. Thì cái phần giới thiệu này thì sẽ có một cái đường liên kết. Thì khi mà các bạn giới thiệu cái đường liên kết này cho bạn bè của chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ nhận được 15% từ cái tổng thu nhập của bạn bè chúng ta. Đó, thì đó là cái cách kiếm tiền thứ ba. Cách kiếm tiền thứ tư đó là cái phần liên kết tắt hay còn gọi là short link. Thì đây các bạn sẽ cần nhấn vào các cái đường link của nó ở đây. Ví dụ như cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được là 400 xu đúng không ạ? 400 xu cộng với 5xp tức là 5 cái kinh nghiệm ấy. Thì đây các bạn có thể là kích vào cái phần là view, tức là chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì sau khi các bạn nhấn view thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến trang web mà chúng ta sẽ cần xem. Phần này thì các bạn sẽ cần phải kích vào cái phần click here continue này. Đó, nói chung những cái phần này thì những cái nhiệm vụ này thì nó sẽ phải kích qua nhiều cái mã captcha hơn để chúng ta mới có thể hoàn thành được. Đó, thì các cái nhiệm vụ này thì chúng ta có thể view mỗi ngày là nó sẽ cho chúng ta tầm khoảng 7 nhiệm vụ. Tiếp theo là một cái nhiệm vụ nữa, cũng là cái nhiệm vụ kiểu như vậy, xem quảng cáo. Nhưng mà cái nhiệm vụ này thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái đồng coin của chúng ta ở đây. Đó, thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn 3 nhiệm vụ, thì các bạn cũng nhấn vào cái phần view thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái trang web khác. Và các bạn sẽ đợi cái thời gian ở phía trên nó hiển thị là mỗi web như thế này các bạn sẽ cần phải xem khoảng 5 giây. Đó. Tiếp theo là cái phần talk này thì có lẽ hôm sau nó sẽ cho các bạn các cái khảo sát hoặc là các cái câu hỏi đây. Hiện tại thì nó chưa hiển thị cái nhiệm vụ nhé. Còn cái phần achievement này thì nó sẽ lưu lại các cái lịch sử của chúng ta này, cũng như là các cái thành quả của chúng ta. Đó, các bạn đã làm được bao nhiêu thì nó sẽ lưu lại đây. Phần offer world thì phần này thì nó cũng chưa hiển thị, chưa có nhiệm vụ để chúng ta có thể tham gia. Nên nói chung tóm lại thì các bạn có thể kiếm tiền bằng 3 cách chính, đó là clam và vòi quà và mời bạn bè. Đấy, còn hai cái cách shortlink và PTC thì các bạn có thể làm lúc rảnh. Đó, còn nữa clam với gì thì chúng ta cũng sẽ làm được nhiều rồi. Và bây giờ thì cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta rút tiền về ví của chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẽ vào lại cái phần là dashboard, cái trang tổng quan. Đó, thì hiện tại các bạn có thể thấy là mình có 480 coin. Thì cái này, con này thì nó sẽ không yêu cầu min rút. Min rút các bạn rút bao nhiêu cũng được. Ví dụ như của mình đây, 480 coin thì nó sẽ tương đương với tầm khoảng là 0.0024 cái đồng Dogecoin. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái minimum tức là cái min ấy, là 30 coin. Đó, và một coin thì nó sẽ bằng là 500 Satoshi Dogecoin. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví ở trên ví FaucetPay để chúng ta rút về thôi. Ok, thì các bạn nếu bạn nào mà chưa có cái tài khoản FaucetPay thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản bằng cách là các bạn nhấn vào cái đường link đăng ký mình để dưới phần mô tả của video. Còn nếu bạn mà không biết đăng ký kiểu gì thì các bạn có thể vào xem lại cái video hướng dẫn đăng ký và sử dụng cái ví FaucetPay của mình. Thì đây chính là cái giao diện chính của cái ví FaucetPay. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái phần dashboard ở trên ví FaucetPay. Sau đó các bạn vào tiếp cho mình đó là cái phần là user dashboard. Đấy, thì nó sẽ chuyển cho chúng ta đến cái giao diện của overview, tức là tổng quan của cái FaucetPay, của cái ví FaucetPay. Sau đó các bạn sẽ vào nhấn vào cái phần deposit cho mình. Đó, chúng ta nhấn vào phần deposit. Ở phần này thì các bạn sẽ chọn cái địa chỉ ví, tìm cái địa chỉ ví của Dogecoin ở đây. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví của con này. Copy nhá, các bạn chỉ cần kích vào một cái nó ghi là copied, tức là bạn đã copy thành công. Và cuối cùng thì bạn sẽ dán quay lại cái trang earn.dogecoin.xyz. Các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Ok, sau khi các bạn dán cái địa chỉ ví vào rồi, kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần withdraw coin. Ok, success. Đó, nó hiện success tức là đã thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái ví FaucetPay để chúng ta kiểm tra nhé. Thì bây giờ để kiểm tra các bạn cũng sẽ vào phần dashboard, các bạn vào lại cái phần overview. Sau đó các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần này thì các bạn sẽ thấy đây, cái phần của mình nó đã được cộng là 0.0024 Dogecoin. Đó, thì các bạn có thể thấy cái thông tin thanh toán rút về 1 giây là nó sẽ về luôn cái ví FaucetPay của chúng ta. Ok, đó thì nói chung con này thì anh em không có min rút, nói chung là min rút của nó cực kỳ thấp, anh em chỉ cần clam như các bạn vừa thấy là mình clam 2 lần 3 lần là chúng ta đã đủ rút rồi. Đó, thì mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta clam một cái số lượng lần nhất định ở đây thì các bạn cứ clam. Ok, và nếu các bạn cái XP này thì khi mà các bạn đạt cái level càng cao, tức là các bạn clam nhiều ấy và chúng ta làm nhiệm vụ nhiều, đạt cái level càng cao thì cái tỷ lệ mà các bạn clam được nhiều hơn, nhiều cái đồng coin này hơn thì nó sẽ càng tăng lên. Đó. Còn ở những cái phần còn lại như là phần account hay là support này thì các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta thắc mắc một số vấn đề, ví dụ như các bạn có cái vấn đề nào đó cần hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ support này. Còn history thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử rút tiền, nạp tiền của chúng ta vào đây. Rồi. Đấy, còn cái phần account thì khi nào bạn muốn xem về cái tổng quan tài khoản của chúng ta, muốn đổi cái password hay là gì đó thì các bạn sẽ quay vào đây. Ok, và các bạn lưu ý cho mình là khi chúng ta đăng ký xong thì các bạn nên lưu lại cái mật khẩu đăng nhập của chúng ta. Đó, tránh sau này các bạn đăng nhập vào không được nữa. Ok, và đây là một con web hiện tại thì nó đang chơi uy tín và free, nên là những anh em nào mà thích làm Dogecoin, thích chơi Dogecoin thì anh em có thể tham gia vào cái kèo này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.